Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Dung Audi chỗ tôi xung quanh Hải Dương lên sóng quay clip chi tiết một chiếc xe mới cập nhật tại cửa hàng của Dung Audi chỗ tôi xung quanh Hải Dương. Chúc mừng quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014. Chiếc xe này thì trang bị một động cơ 1.4 số tự động bản nhập khẩu. Hiện tại bên em đang bán chiếc xe này với giá 420 triệu đồng. Quý vị, quý anh chị và các bạn có nhu cầu để mua chiếc Accent số động nhập khẩu này, hãy liên hệ theo số điện thoại 0855 966 966 hoặc trực tiếp về tại cửa hàng Dung Audi chỗ tôi số 1 Hải Dương, có địa chỉ nằm tại 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Chiếc xe này trang bị một nước sơn màu đỏ, form dáng bản sedan, 5 chỗ ngồi bản sedan, có giá là 420 triệu đồng. Xe trang bị hệ thống cảm biến quanh xe, hệ thống phanh an toàn 4 phanh ABS. Trang bị hệ thống tích hợp xi nhan trên gương. Với cái động cơ 1.4 số tự động thì chiếc xe này nó rơi vào tầm khoảng 6 lít rưỡi xăng 100 km đường hỗn hợp. Đây là phần nội thất. Phần nội thất của xe thì chiếc xe trang bị hệ thống hộp số tự động 6 cấp này. Hộp số tự động 6 cấp bản số zig zag. Vô lăng tích hợp bàn phím. Có chỉnh đèn pha, cân bằng điện tử. Con này thì vẫn là ghế nỉ nguyên bản. Đây vẫn là ghế nỉ nguyên bản. Trần nỉ nguyên bản. Trần nỉ nguyên bản, còn ghế thì được bọc da. Táp ly táp lô được trang bị một cái màu sơn màu kem. Khá là hài hòa đối với chiếc xe này. Phần gương kính thì được chỉnh điện này, cục điện tự động này, khóa kính này, khóa cửa trẻ em này, để keo chỉ xe đấy, keo chỉ cánh này, keo chỉ cánh thì còn zin này, keo chỉ cánh còn zin này, ốc bản lề cánh cửa còn zin này, ốc bản lề cánh cửa này. Xe phân khúc hạng B, 5 chỗ ngồi, bản sedan. Đấy. Khoang sau thì cũng khá là rộng này, khá là thoải mái. Đây, keo chỉ vẫn còn nguyên theo xe này. Đây, phần khoang cốp của chiếc Accent nhập khẩu 2014, một dòng sedan cốp khá rộng rồi. Đây, sedan thì con nào cốp cũng rộng. Phần lốp dự phòng, phần sơn vỏ thì còn nguyên không mối mọt này, lốp dự phòng còn nguyên. Đấy, khoang cốp rất rộng rồi. Keo chỉ cốp đít tiện vẫn còn nguyên này, keo chỉ cốp đít này. Đây là cánh sau bên phụ.
tắp lên được bọc ra keo chỉ nữa. Với 420 triệu đồng thì quý vị có thể mua được một dòng xe nhập khẩu động cơ 1.4, rất là lành xe. Chiếc xe này có giá 420 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ sang tên cho quý vị, quý chị và các bạn ở trên toàn quốc. Trên đây phần form dáng tổng thành nội thất của chiếc ASEAN nhập khẩu 2014. Bây giờ em sẽ đi vào phần khoan động cơ. Đấy, thì bây giờ sẽ đi vào phần khoan động cơ, kiểm tra xem máy số con này có chất không. Trước khi vào phần khoan động cơ thì mình sẽ kiểm tra lắp cabo. Đây, lắp cabo thì ốc còn zin này, ốc còn zin này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ còn zin này, keo chỉ còn zin theo xe. Đấy, con này keo chỉ zin 100% nhé. Những phần tai giảm sóc này còn nguyên, đầu giảm sóc xi còn nguyên này, các bạn. Đây là phần ốc chân máy, đây ốc chân máy này, bốn con ốc chân máy này còn zin này, ốc mặt máy còn zin này, ốc mặt máy còn zin này, máy con này cực kỳ hô ráo sạch sẽ, máy số còn zin, máy cực ngon, máy con này cực ngon. $420 triệu cho một chiếc xe máy số zin, keo chỉ zin toàn xe, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc năm 2014, động cơ 1.4 số tự động. Quý vị và các bạn có nhu cầu để sở hữu chiếc xe này hãy liên hệ theo số điện thoại 0855 966 966, hoặc là trực tiếp về tại cửa hàng của Dũng Audi, chợ Tô Súng ở Hải Dương để xem xe và kiểm tra xe. Dũng Audi xin trân trọng kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau. Xin chào quý vị.